đường nhí. Tóc viết mối đe dọa mới. Ngươi là ai? Tôi là Pascal, một cựu kiểm lâm của lực lượng nhí. Và sao ngươi lại tới đây chưa? Tôi cũng ghét mấy tên nhóc lực lượng nhí đó. Sao chúng ta lại không bắt tay với nhau? Tôi có thể giúp ông thống lĩnh tất cả loài động vật trên thế giới. Sao ta lại phải tin ngươi? Nếu là như vậy, để tôi cho ông thấy tôi có thể làm gì. Không tệ. Tôi cũng có vài tay sai trung thành nữa. Lưu ý, qua đây bắt đầu dọn dẹp ngay đi. Không, cậu làm đây. Đứng yên đó chưa? Em ghét dọn dẹp lắm. Được rồi, chúng ta quyết định bằng trò chơi ưa thích của em đi ha. Mình đua xe nha, nếu em thắng em không phải dọn dẹp chị, nữa. Chị nói thật đúng không? Được thôi. Để coi ai sẽ làm tài xế của mình đây ta. Chỉ cần có Vân trong đội của mình thì mình thắng chắc rồi. Vân, làm tài xế cho chị nha. Không, em không chịu đâu. Sao lại là em? Bực mình chết được. Sao em ấy dám từ chối mình chứ? Nếu là vậy thì nếu mà em thắng, chị sẽ cho em thật là nhiều đậu phộng luôn, chịu không? Chị Suzy đừng lo lắng, em nhất định sẽ thể hiện hết sức có thể của mình. Em chắc chắn sẽ đi dọn dẹp rồi đó. Giờ thì em tiêu đời rồi. Được rồi Sammy. Không. Cái đồ chết nhát, đi cùng với Louis rồi bắt tay dọn dẹp nhanh lên. Đừng cười quá, mình sẽ bắt cậu nuốt những lời đó. Không cần phải nói nhiều, chiến thắng là của mình. Có cuộc gọi khẩn cấp. Các cậu ơi, mau đi thôi. Con cả, đứa tụi em thì đâu đâu? Hiện tại đang có một tình huống rất khẩn cấp. Từ 100 năm trước, có một đặc vụ đặc biệt tên là Pascal. Cậu ấy phản bội tổ chức và bắt đầu làm ra những chuyện xấu. Nên chúng tôi đã nhốt cậu ta lại. Gần đây Pascal đã tổ chức vượt ngục cùng rất nhiều kẻ xấu xa. Bọn họ đang trên đường tới khu vực của các cậu, là Bluebell. Pascal đang bắt tay với Nen để thực hiện mục đích xấu xa của mình. Tên phản bội đê tiện, đặc vụ đặc biệt trở lại sao? Cuối cùng chúng ta có cơ hội chiến đấu với kẻ thù thật sự rồi. Tên này, tôi sẽ hạ gục hắn ta. Pascal là mối đe dọa thật sự. Tay sai của Pascal có thể vô dụng nhưng chúng vẫn rất mạnh. Lần bắt tay với Pascal và Nen sẽ là mối đe dọa lớn nhất mà lực lượng nhí từng đối mặt trong lịch sử đó. Pascal đang chuẩn bị phá hủy trạm biến áp ở quận S39. Các cậu phải đi ngay nếu muốn ngăn chặn được Pascal. Dạ, chỉ huy.
Lực lượng đi, biến hình, biến hình. Đó là Pascal đúng không? Nhìn hắn ta giống thằng lằn quá. Hắn ta đúng là con thằng lằn mà vô. Khoan, thật sao? Sao cũng được. Anh đang bàn tính gì với Nen vậy? Vậy ra các cậu là lực lượng nhí. Tôi tới để thống lĩnh thế giới. Các cậu là ai không quan trọng. Tôi sẽ không để các cậu ngăn tôi đâu. Zero Boss, tấn công. Lực lượng cung biến hình. Giờ tới lượt Pascal. Lực lượng súng biến đổi. Không tệ. Thử đầu này xem nào. Lực lượng kiếm biến hình. Nếu sức mạnh của các cậu kết hợp với tôi thì chúng ta có thể chiếm lấy thế giới đó. Đừng có nói chuyện nực cười. Lực lượng gì? Không ngờ các cậu lại mạnh như vậy. Pascal, không cần biết anh mạnh tới mức nào, dù khi nào hay ở đâu, chúng tôi cũng ngăn anh lại. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của bóng đêm. Anh ta trở thành quái vật rồi. Chúng ta dùng lực lượng xe thôi. Lực lượng xe, hành động. Hành động. Mấy tên lão cá này. Đây là gì vậy? Chuyện gì vậy? Là khí ga độc. Không khí bên trong buồng lái đã bị ô nhiễm rồi. Bây giờ thời gian là quan trọng nhất. Mạnh mẽ lên các cậu à. Chúng ta không thể từ bỏ. Dùng máy lọc không khí đi. Máy lọc không khí. Kích hoạt. Kích hoạt.
máy chức năng đang trở lại lực lượng máy rồi. Có tác dụng rồi, tất cả các chức năng đã được khôi phục. Tuyệt, chúng ta cùng tham gia và tấn công bằng lực lượng tia sáng đi. Đã có lực lượng tia sáng đánh lửa. Đánh lửa. Lực lượng tia sáng thiêu rụi. Đồ ngu ngốc. Tôi sẽ gặp lại mấy tên nhóc các cậu.